Thuốc điều trị lao, phong. Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng 1. Phân tích được tính chất lý hóa của nhóm thuốc trị lao và nhóm thuốc trị phong để ứng dụng trong kiểm nghiệm các thuốc trong trường. 2. Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu tài liệu, giải quyết vấn đề và tự tổng hợp kiến thức. Bệnh lao là một bệnh nhiễm trùng, chủ yếu do Mycobacterium tuberculosis gây ra. Thường gặp nhất là bệnh lao phổi. Ngoài ra còn có bệnh lao ở các cơ quan khác ngoài phổi. Nếu được điều trị đúng, bệnh lao có thể điều trị khỏi hoàn toàn. Nếu không được điều trị thì chỉ sau 5 năm, một nửa số bệnh nhân sẽ bị chết. Hiện nay lao là bệnh nhiễm khuẩn chính và thường gặp nhất, ảnh hưởng đến 2 tỷ người, tức 1/3 dân số. Với 9 triệu ca mới mỗi năm, gây 1,5 triệu người tử vong, ước tính 2016, hầu hết ở các nước đang phát triển. Hầu hết, 90%, các trường hợp nhiễm khuẩn lao là tiềm ẩn không triệu chứng. 10% những người này trong cuộc đời họ sẽ tiến triển thành bệnh lao có triệu chứng. Và nếu không điều trị, nó sẽ giết 50% số nạn nhân. Tuy số người chết vì bệnh lao đã giảm đi rất nhiều. Theo WHO năm 2016, mỗi ngày vẫn có khoảng 4.100 người chết. So với bệnh AIDS là 3.300, làm cho bệnh này vẫn là bệnh truyền nhiễm gây chết người nhiều nhất trên thế giới. Sự sao nhãng trong các chương trình kiểm soát lao, sự bùng phát của đại dịch HIV trên AIDS và việc di dân đã khiến lao trỗi dậy. Các chủng lao kháng đa thuốc, MDR, Multiple Drug Resistance, đang tăng. Năm 1993, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với lao. Vi khuẩn lao là vi khuẩn ái khí, hình que, không tạo bào tử. Thành tế bào của vi khuẩn lao được tạo ra bởi các axit mycolic liên kết chéo với nhau nên có độ thấm rất thấp. Vì vậy, sau khi nhuộm gam, màu không bị mất khi cho vào dung dịch axit trong cồn, nên được gọi là loại vi khuẩn kháng axit. Và đa số kháng sinh không có tác dụng đối với vi khuẩn lao. Với kỹ thuật nhuộm thông thường nhất là nhuộm gen Nelson, trực khuẩn kháng axit có màu đỏ tươi nổi bật trên nền xanh. Trực khuẩn kháng axit cũng có thể được xem bằng kính hiển vi huỳnh quang và phép nhuộm auramin rhodamine. Sự sao nhãng trong các chương trình kiểm soát lao, sự bùng phát của đại dịch HIVS và việc di dân đã khiến lao trỗi dậy. Các chủng lao kháng đa thuốc đang tăng. Năm 1993, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với lao. Mycobacterium tuberculosis là vi khuẩn hiếu khí. Vi khuẩn này phân chia mỗi 16 đến 20 giờ. Rất chậm so với thời gian phân chia tính bằng phút của các vi khuẩn khác. Trong số các vi khuẩn phân chia nhanh nhất là một chủng E. coli. Có thể phân chia mỗi 20 phút. Trực khuẩn lao có hình dạng giống que nhỏ. Có thể chịu đựng được chất sát khuẩn yếu và sống sót trong trạng thái khô trong nhiều tuần. Nhưng trong điều kiện tự nhiên, chỉ có thể phát triển trong sinh vật ký chủ. Một đặc tính quan trọng của vi khuẩn lao là dễ sinh ra các chủng đột biến kháng thuốc, nên phải kết hợp nhiều thuốc trong điều trị, phải điều trị đúng phác đồ. Các nhà nghiên cứu cho rằng, cơ chế kháng thuốc của vi khuẩn lao là do di truyền ở tầm nhiễm sắc thể, bằng cách đột biến sinh ra chủng vi khuẩn lao kháng thuốc. Hiện tượng này diễn ra khi những chủng vi khuẩn lao chưa một lần tiếp xúc với thuốc chống lao. Nhưng ngay từ khi tiếp xúc lần đầu tiên chúng đã kháng lại thuốc đó. Vì vậy, nhiều tác giả đã khẳng định cơ chế kháng thuốc của vi khuẩn lao là do sự đột biến ngẫu nhiên của nhiễm sắc thể của vi khuẩn lao đã trải qua sự sao chép và có thể được chọn lọc. Do trong khi điều trị không sử dụng đầy đủ liều lượng và không kết hợp các loại thuốc với nhau, tần suất kháng thuốc của vi khuẩn lao cũng không giống nhau ở từng loại thuốc trong cùng một chủng. Còn hiện tượng kháng thuốc thứ phát xảy ra đối với các chủng vi khuẩn lao có ở bệnh nhân nào đó do dùng thuốc chống lao không đúng quy cách, như sự phối hợp thuốc, thời gian sử dụng thuốc, liều lượng thuốc. Đối với từng bệnh nhân cụ thể, trường hợp này vi khuẩn lao có thể đề kháng với một hoặc hai thuốc chống lao trở lên, mà ban đầu các chủng lao này không hề đề kháng, hay còn gọi là vẫn nhạy cảm với các thuốc chống lao đó. Người ta cho rằng đây là hiện tượng kháng thuốc của vi khuẩn lao do đột biến một bước nhiều gen. Hiện tượng vi khuẩn lao kháng thuốc thứ phát thường xảy ra ở một số bệnh nhân lao khoảng sau 3 tháng dùng thuốc. Khi xuất hiện hiện tượng kháng thuốc thứ phát ở một bệnh nhân lao nào đó, là bắt đầu gặp khó khăn cho việc điều trị. Nếu xuất hiện hiện tượng đa kháng thuốc của vi khuẩn lao, thì việc điều trị cho bệnh đó càng khó khăn hơn rất nhiều. Đặc biệt trên những bệnh nhân vừa bị lao vừa mắc bệnh AIDS. Ngày nay,
Các thuốc dùng điều trị lao được chia thành hai nhóm. Thuốc điều trị lao nhóm 1. Nhóm này gồm 5 thuốc là Isoniazid, Rifampicin, Pyrazinamide, Ethambutol và Streptomycin. Chúng được dùng trong mọi phác đồ điều trị lao. Thuốc nhóm này có chỉ số điều trị cao, ít độc. Thuốc điều trị lao nhóm 2. Các thuốc nhóm này hoạt lực thấp hơn, độc hơn thuốc nhóm 1 và chỉ dùng khi bệnh nhân không dung nạp được thuốc nhóm 1 hoặc khi vi khuẩn lao kháng thuốc nhóm 1. Thuốc nhóm 2 gồm Kanamycin, Amikacin, Capreomycin là dạng thuốc tiêm, Ethionamide, Cycloserine, bắt dùng đường uống. Ở nước ta, theo chương trình chống lao quốc gia năm 1999, phác đồ điều trị lần đầu cho bệnh nhân như sau. Người lớn, 2SHRZE, trên 1HRZE, trên 5H3R3, E3, bằng 2SIRPE, trên 1IRPE, trên 5I3R3, E3. Trẻ em, 2HRZ, trên 4HR, bằng 2IRP, trên 4IR. Hiện nay trên thế giới, phác đồ điều trị lần đầu cho bệnh nhân bị lao ở những nước có tỷ lệ mắc bệnh lao cao như ở nước ta là 2IRPE trên 4IR. Trong bài học này, chúng ta nghiên cứu 3 thuốc điều trị lao nhóm 1. Đó là Isoniazid, Pyrazinamide, Ethambutol. Tên khoa học của Isoniazid là Pyrazid của acid isonicotinic. Lý tính của Isoniazid là bột kết tinh trắng hoặc tinh thể không màu, dễ tan trong nước, hơi tan trong ethanol, rất khó tan trong ethe. Hóa tính của Isoniazid là hóa tính của nhân pyridine của nhóm chức hydrazid. Đun chế phẩm với natri carbon nát khan, giải phóng pyridine có mùi đặc biệt, tác dụng với dung dịch bạc nitrat và đun nóng tạo tủa đen của bạc kim loại. Dung dịch chế phẩm trong ethanol khi tác dụng với một chloro 2,4 dinitrobenzen trong môi trường kiềm tạo màu đỏ nâu. Dung dịch chế phẩm trong nước tác dụng với dung dịch đồng sunfat tạo màu xanh da trời và có tủa. Đun nóng, dung dịch chuyển sang màu xanh ngọc thạch và có bọt khí bay ra. Hóa tính của Isoniazid là hóa tính của nhân pyridine của nhóm chức hydrazid. Đun chế phẩm với natri carbon nát khan, giải phóng pyridine có mùi đặc biệt, tác dụng với dung dịch bạc nitrat và đun nóng tạo tủa đen của bạc kim loại. Dung dịch chế phẩm trong ethanol khi tác dụng với một chloro 2,4 dinitrobenzen trong môi trường kiềm tạo màu đỏ nâu. Dung dịch chế phẩm trong nước tác dụng với dung dịch đồng sunfat tạo màu xanh da trời và có tủa. Đun nóng, dung dịch chuyển sang màu xanh ngọc thạch và có bọt khí bay ra. Dung dịch chế phẩm trong ethanol tác dụng với vanillin và đun nóng tạo tủa màu vàng. Ngoài các phản ứng trên, có thể định tính Isoniazid bằng phương pháp đo quang phổ hấp thụ vùng tử ngoại, hồng ngoại so với phổ chất chuẩn. Định lượng Isoniazid bằng phương pháp đo axit trong môi trường khan, bằng phương pháp đo quang phổ hấp thụ vùng tử ngoại, bằng phương pháp đo brom hoặc iốt. Trong phương pháp đo brom, chất chuẩn có thể là dung dịch brom chuẩn, dung dịch kali bromat chuẩn và lượng brom dư được xác định bằng phương pháp đo natri thiosulfat hoặc đo nitrit. Isoniazid có tác dụng ức chế việc tổng hợp axit mycolic, thành phần cơ bản của thành tế bào vi khuẩn lao, do đó phá vỡ thành tế bào nên vi khuẩn lao bị chết. Chỉ định dùng phối hợp các thuốc khác để điều trị các dạng lao, bao gồm cả lao màng não, dạng bào chế, siro, viên nén, thuốc tiêm. Thuốc thành phẩm. Pyrazinamide có tên khoa học là pyrazin 2 carboxamide. Pyrazinamide là bột kết tinh trắng, hơi tan trong nước, khó tan trong ethanol và dichlorometan, rất khó tan trong ethe.
Hóa tính của pyrazinamide là hóa tính của nhân pyrazine và của nhóm chất amide. Pyrazinamide hấp thụ mạnh bức xạ từ ngoại, dễ bị thủy phân khi đun với dung dịch kiềm, có thể tạo muối khi tác dụng với các muối khác. Hấp thụ UV. Đun sôi chế phẩm trong dung dịch natri hydroxit, hơi bốc lên làm xanh giấy quỳ đỏ. Tác dụng với dung dịch sắt 2 sunfat tạo màu vàng. Thêm dung dịch natri hydroxit loãng, màu biến sang xanh đen. Định lượng. Bằng phương pháp đo axit trong môi trường khan, phương pháp quang phổ UV, phương pháp đo ammoniac giải phóng sau khi thủy phân. Công dụng. Dùng phối hợp với các thuốc chống lao khác để điều trị bệnh lao. Khi dùng có thể gây đau khớp, viêm khớp do hút, độc với gan. Ethambutol có tên khoa học là 2,2-dietilen, diimino, dibutanon, dihydrochloric. Ethambutol là bột kết tinh trắng, không mùi, vị đắng, dễ tan trong nước, tan trong ethanol, rất khó tan trong ethe, chloroform. Ethambutol vững bền với nhiệt độ và ánh sáng, dễ hút ẩm, điểm chảy khoảng 202 độ C. Hóa tính nổi bật của ethambutol là tính bazơ. Khi tác dụng với các axit, ethambutol tạo muối. Muối hydrochloric dễ tan trong nước và là chế phẩm dược dụng. Dựa vào tính bazơ này, nhiều dược điển dùng phương pháp đo axit trong môi trường khan để định lượng ethambutol. Khi tác dụng với dung dịch đồng sunfat, ethambutol tạo muối phức có màu xanh đậm. Phản ứng này được dùng để định tính và định lượng ethambutol. Ngoài ra, trong phân tử ethambutol có hai nguyên tử carbon bất đối xứng, nên có các đồng phân quang học. Tính chất này có thể dùng để định tính và định lượng ethambutol. Ethambutol là thuốc tổng hợp các tác dụng kìm khuẩn chọn lọc đối với các loại Mycobacterium bằng cách khuếch tán vào trong vi khuẩn và ức chế quá trình phân chia tế bào của chúng. Dùng kết hợp với các thuốc chống lao khác để điều trị tất cả các dạng lao, kể cả lao màng não. Ngoài ra, ethambutol còn được dùng để điều trị các bệnh do nhiễm Mycobacterium không điển hình như dạng bào chế, viên nén 100mg, 400mg. Khi dùng có thể gây viêm khớp do hút, viêm dây thần kinh thị giác sau nhãn cầu. Vì lý do này, trẻ em dưới 6 tuổi không được chỉ định dùng ethambutol. Thuốc điều trị lao nhóm 2. Chúng ta tìm hiểu hai thuốc là Ethionamide, đáp sông. Tên khoa học của Ethionamide là 2-ethylpyridine, 4-carbothioamide. Lý tính. Bột kết tinh màu vàng hoặc các tinh thể nhỏ màu vàng. Thực tế không tan trong nước. Tan trong metanol. Hơi tan trong ethanol. Khó tan trong ethe. Điểm chảy từ 158 đến 164 độ C. Hóa tính của ethionamide là hóa tính của nhân pyridine của nhóm chất thioamide. Ethionamide hấp thụ mạnh bức xạ từ ngoại. Có tính bazơ. Có tính axit yếu. Ứng dụng các tính chất đó để định tính và định lượng. Hấp thụ UV. Dung dịch chế phẩm trong metanol tạo tủa màu nâu đen với thuốc thử bạc nitrat. Định lượng bằng phương pháp đo axit trong môi trường khan. Dung môi axit acetic. Chỉ thị đo điện thế. Trong phép định lượng này, một phân tử axit perchloric phản ứng với một phân tử ethionamide. Công dụng. Ethionamide là thuốc kìm khuẩn đối với Mycobacterium tuberculosis. Có tác dụng ức chế việc tổng hợp các peptide. Chỉ định. Dùng phối hợp với các thuốc chống lao khác để điều trị tất cả các dạng lao. Kể cả lao màng não khi thuốc chống lao nhóm 1 không có tác dụng. Khi bệnh nhân không dùng được các thuốc chống lao nhóm 1. Ngoài ra, ethionamide còn được dùng phối hợp với các thuốc chống lao khác để điều trị nhiễm Mycobacterium không điển hình như Mycobacterium avium complex, kết hợp với các thuốc chống phong khác để điều trị bệnh phong. Khi dùng có thể gây viêm gan hoặc vàng da, viêm dây thần kinh ngoại biên,
rối loạn tâm thần, thiểu năng tuyến giáp hoặc bướu giáp, giảm đường huyết, viêm dây thần kinh mắt, phát ban da. Để phòng viêm dây thần kinh ngoại vi, dùng kèm vitamin B6. Thuốc điều trị phong. Bệnh phong là một bệnh nhiễm khuẩn do Mycobacterium leprae sinh ra. Vì không có bào tử, nên vi khuẩn này không lây qua vật chủ trung gian. Khi ở ngoài, nó chỉ tồn tại được 1 đến 2 ngày. Hiện nay, trên thế giới có khoảng 2,4 triệu người bị bệnh. Và hàng năm có khoảng 600.000 trường hợp nhiễm mới. Các khu vực có tỷ lệ bệnh nhân cao là các vùng hẻo lánh, thuộc châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin. Tình trạng mất cảm giác xuất hiện ở một vài bộ phận trên cơ thể do dây thần kinh bị nhiễm trùng. Sau đó các bắp thịt tiêu đi, gân cốt co làm hai bàn tay co quắp. Ở mức độ nặng ngón tay ngón chân rụng dần. Thực ra bệnh chỉ lây khi tiếp xúc lâu dài với các thể phong nặng, phong hở, như phong ác tính, phong đang tiến triển, chảy nước mũi nhiều và có tổn thương lở loét ở da, ở bàn tay, bàn chân. Các thể phong nhẹ khác như phong bất định, phong củ ít có khả năng lây hơn nhiều. Tỷ lệ lây giữa vợ chồng chỉ là 2-3%. Bệnh không di truyền và có thể chữa khỏi. Hiện có nhiều loại thuốc điều trị rất có hiệu quả. Trong đó khi dùng thuốc rifampicin sau 5 ngày sẽ hạn chế khả năng lây lan của vi khuẩn tới 99,9%. Phát hiện sớm được bệnh rất quan trọng. Bởi vì việc chữa trị sớm có thể hạn chế rất nhiều tổn thương cho cơ thể. Trả lại cho bệnh nhân một cơ thể không có nhiễm trùng. Và một cuộc sống bình thường. Thuốc điều trị bệnh phong gồm 3 thuốc chính. Đáp sông, rifampicin và clofazimin để làm giảm việc tạo thành các chủng đột biến kháng thuốc và tăng hoạt lực điều trị. Trong điều trị bệnh phong, luôn luôn phải biết kết hợp các thuốc trên với nhau. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, có một số phác đồ điều trị phong. Bệnh phong có ít vi khuẩn. Uống đáp sông 100mg trên ngày, rifampicin 600mg trên tháng và dùng trong 6 tháng. Đối với bệnh nhân có nhiều vi khuẩn, uống đáp sông 100mg cùng clofazimin 50mg trên ngày, không cần giám sát, và 600mg rifampicin cùng 300mg clofazimin trên tháng, phải giám sát, và kéo dài tối thiểu 2 năm, thường là 5 năm cho đến khi kiểm tra vi khuẩn kháng axit âm tính. Đáp sông có tên khoa học là 4,4 sulfonin, dianilin hoặc 4,4 diamino, difenin sulfong. Đáp sông là bột kết tinh trắng hoặc trắng hơi vàng, khó tan trong nước, dễ tan trong acetone, hơi tan trong ethanol. Đáp sông tan trong các axit vô cơ loãng. Hóa tính của đáp sông là hóa tính của amin thơm bậc nhất, của nhân thơm và của nhóm sulfon. Tác dụng với tác nhân oxy hóa như axit nitric hoặc hydroperoxit và đun nóng tạo thành ion sulfat. Xác định ion sulfat bằng thuốc thử bari chloride, hấp thu U. Định tính đáp sông bằng phản ứng tạo phẩm màu Aro. Và định lượng đáp sông bằng phương pháp đo nitrit. Cũng có thể định tính đáp sông dựa vào điểm chảy. Điểm chảy của đáp sông là từ 175 đến 181 độ C. Công dụng đáp sông là một sulfon. Cơ chế tác dụng của đáp sông có lẽ là ức chế việc tổng hợp các folate, như các sulfonamide. Nghĩa là có tác dụng đối kháng với axit para-aminobenzoic. Dùng phối hợp với các thuốc chống phong khác để điều trị tất cả các loại bệnh phong do Mycobacterium leprae gây ra. Ngoài ra, đáp sông còn được dùng để điều trị bệnh viêm da dạng herpes, u nấm tia, phòng bệnh sốt rét. Phối hợp pyrimethamine, điều trị viêm phổi do pinium oris.